Combo chiến game siêu mượt trong một mùa hè rực lửa. Đầu tiên là tai nghe gaming HyperX cả loa AirPods. Tiếp theo là kích âm dùng để kích âm thanh game, đặc biệt là kích tiếng chân. Bộ chuyển đổi Lightning cho máy từ iPhone 8 tới iPhone 14 Pro Max, giúp người chơi có thể vừa chơi vừa sạc vừa nghe. Sò lạnh GT29 dùng cho cả iPad, điện thoại và máy tính bảng. Sò lạnh BL7 loại xịn dành cho điện thoại. Tản nhiệt cả CPU giúp cho chiến game siêu mượt không lo giật lag. Tiếp theo là HB5 tản nhiệt loại xịn dành cho iPad cũng như điện thoại. Nhiệt độ có thể xuống tới âm 15 độ C. Tai nghe khung dây GVK10 có hai chế độ kết nối là kết nối sóng 2.4 GHz và kết nối Bluetooth. Riêng kết nối sóng 2.4 GHz thì sẽ không bị delay và chậm âm thanh, nhỏ gọn chuyên để chiến game, giảm dây dợ, củ sạc nhanh 30W, hàng đẹp và xịn không lo cháy nổ. Anh em đặt hàng thì liên hệ qua số Zalo này cho mình nhá.
Ủa hả? Ôi. Ôi đằng sau kìa. Cái gì đấy? Bay. Đấy bên này mà. Ơ kìa. Hello anh em, hiện tại mình đã có gắn thông tin donate ở phần mô tả video. Anh em donate thì đính kèm nội dung để mình có thể tri ân trong các clip hàng ngày nha.